Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 5 món ăn nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản. Bắt đầu với món sushi, một biểu tượng của ẩm thực Nhật Bản. Sushi được làm từ cơm trộn giấm, thường được kết hợp với các loại hải sản tươi ngon như cá hồi, tôm hoặc sò điệp. Tiếp theo là món ramen, một món ăn phổ biến trên khắp thế giới. Ramen là một tô mì với nước dùng nồng đặc và các loại nguyên liệu như thịt heo, thịt gà hoặc cua. Món tempura là một món rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Đây là các nguyên liệu như tôm, rau củ hoặc cá được chiên giòn trong bột mì, tạo ra một khẩu vị hấp dẫn và thơm ngon. Sukiyaki là một món nướng truyền thống của Nhật Bản. Nó được làm từ thịt bò, rau củ, nấm và tofu, nấu trong một nồi nước dùng đặc biệt, tạo ra một hương vị đặc trưng và bổ dưỡng. Cuối cùng là món mochi, một loại bánh truyền thống của Nhật Bản. Mochi được làm từ bột gạo nếp, nhân có thể là đậu đỏ, dâu tây hoặc kem. Trên đây là 5 món ăn nổi tiếng của Nhật Bản mà bạn không thể bỏ qua khi đến đây. Cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại!